Sau bạn nhật xin chào tất cả các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác một cái chiếc lò vi sóng 3D kèm nướng của hãng Lesner Nativna NES7V7. Tình trạng một chiếc lò cực đẹp các bác nhé, rất mới, có bùa, có bùa, chế độ bùa nhé, để bình nước, bình nước. Cái lò này là 30 lít thì các bạn này, 30 lít nhé, em bán 3,9 triệu. Tình trạng mặt gương sáng bóng luôn, nội ngoại thất đẹp, nội thất rất mới, hãng Lesner nhưng mà gần như là không dùng mấy các bác nhé. Khay nướng này cực đẹp nhé, như mới tinh luôn, trong lòng cực mới. Vi sóng 3D Nhật có bùa Lesner 30 lít. Cái chiếc lò này nó khá là dễ dùng rồi các bác. Ở đây có cái nút này này, chọn công suất các bác nhé, chọn công suất vi sóng đấy, bao nhiêu watt đấy. Nút thứ hai là nút nướng, nướng cả hai mặt, nướng một mặt. Thứ ba này là nướng lên men làm bánh, các bác chọn bao nhiêu độ tùy chỉnh nhé, lên đến 250 độ C. Đấy, hai chế độ nướng lên men nhé. Nút thứ ba này giá đông, giá đông. Nút bên này là các bác làm hâm nóng sữa hay là rượu, chỉnh bao nhiêu độ các bác muốn hâm nóng lên bao nhiêu độ tùy, làm được lên 70 độ C. Hâm nóng sữa và rượu nhé. Bên Nhật họ uống rượu nhiều mà họ có chế độ này, nên này là chế độ bùa, bùa nhé. Này, hai chế độ bao nhiêu phút này, 180 phút. Còn cái menu này nó rất hay các bạn này, nó có cái vi sóng như của mình thường hay chọn thời gian, nhưng mà vi sóng này nó cho các bác chọn nhiệt độ. Ví dụ các bác muốn làm cái thức ăn của các bác nóng lên bao nhiêu độ thì nó sẽ, bác ví dụ nóng thức ăn lên 60 độ C đấy, thì các bác chỉ chỉnh lên 60 độ, 65 độ thì đó các bác bấm đây là các bác vi sóng thôi đấy. Nó rất là hay cái điểm là như vậy nhé. Cái chế độ vi sóng mình có thể chọn được nhiệt độ, chứ mình không chọn thời gian, có thể làm nóng lên đến tối đa 90 độ C đấy, chứ mình không chọn thời gian, cho nó rất dễ dùng. Ở đây các bác có một loạt menu tự động. Menu tự động này thì các bác sẽ tự dịch ra, Google dịch nhé. Có 21 menu tự động, các bác xoáy này cái này. Đây là từng menu một. Đấy. Trong các menu nướng tự động thì nó có rất nhiều chế độ. Một chiếc lò vi sóng 3D Nhật cực đẹp của hãng Lesner. 3,9 triệu, bảo hành 6 tháng. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Các bác lưu ý là nó là chạy điện 100V nhé. Chào các bác.